Chương trình ơi, kêu vợ em đi ra ngoài chỗ khác ngồi đi chương trình ơi. Em nấu em hỏi dầu sôi chưa, kêu em chọt tay vô thử coi nó dầu sôi chưa. Mỗi bạn sẽ có 30 phút để làm món của mình. Hôm nay thì hai vợ chồng muốn làm món gì? Dạ, vợ chồng em làm cánh gà chiên nước mắm. Tại sao hôm nay mình lại chọn món này? Tại vì có một đợt lần á, chồng em đi nhậu ở ngoài về, cái thấy người ta làm ở ngoài món này rất là ngon, cái về làm cho em ăn. Nhưng mà không biết sao chồng em chiên cánh gà, thường cánh gà ta chiên cánh gà sao mà nó teo. Mà em ngỡ anh ơi, hôm nay anh làm cánh cút chiên nước mắm cho em ăn. Hôm nay nhớ nha, đừng có teo dữ nha. Đây có giám sát anh. Còn em muốn làm món gì? Dạ hôm nay sẽ làm tôm răng me. Tôm răng me hay tôm răng mắt? Tôm răng me. Tại sao không chọn món này? Dạ thường thì em hay nấu cua răng me cho dễ mà. Nên hôm nay em muốn thể hiện sự khác lạ, hôm nay em là ăn tôm răng me. Biết chấm phá giống như cái sự bầm trong mắt. Chúng ta có 30 phút để làm cái công việc này ha. 30 phút bắt đầu. Dạt ra, lấy cái chảo. Chưa để nóng rồi mới ra chứ. Bình thường em chia bếp ra mà đâu bao giờ làm bếp điện đâu. Giờ nó bị khớp luôn. Vì có khi nào mà chồng em làm là làm ăn cho cả gia đình mà em ngồi vậy không? Dạ không anh. Chứ thường hai vợ chồng cùng làm. Thường là hai vợ chồng cùng làm. Là mà chồng em chỉ biết làm được một món rất ngon là chiên trứng mà. Vậy thôi đó dạ. Hả? Vậy là chủ yếu là em nấu không chứ đâu phải dạ. Chồng em nấu. Em đứng cái bên em cầm ra. Chiên trứng đỉnh cao luôn. Chiên trứng rất ngon. Rất ngon. Không ai chiên lại em đâu. Cái này dầu mà giống như là siro vậy đó. Lót cái giấy vô cái thớt thì để cắt nó khỏi bị chạy, nó cắt vào tay. Có những cái gì mà tụi em cần về kỹ thuật á, nấu cho nó đúng chuyên môn á, em hỏi Cẩm Thiên Long cũng được. Lót ở dưới, nó xuống nước thì cho nó khỏi chạy. Ủa sao kỳ ra mà trong đầu mình cũng nghĩ là lót dưới nhưng mà để trên. Thật ghê luôn á. Lót cái cục hành. Để vô soi hả? Ừ. Tay vô cũng như dòng soi. Chương trình ơi, kêu vợ em đi ra ngoài chỗ khác ngồi đi chương trình ơi. Em nấu em hỏi dầu sôi chưa, kêu em chọt tay vô thử coi nó dầu sôi chưa. Như thế này thì mình chỉ cần nước vừa ấm là được. Rồi. Cái này nó ấm quá rồi anh ơi. Ấm quá rồi. Là phải lấy một thôi em đi. Mà biết quá trình anh làm cho mất vệ sinh chứ em không nhớ mà. Thôi để lên. Con su lúc mỗi lần nó nằm trên đầu nó không biết gì đâu. Đúng rồi đó. Được. Dầu ăn đó. Dầu ăn mà kiểu dạng siro. Biết bắt bếp không? Vậy có khi nào mà chồng em mà có những cái cuộc tranh cãi quyết liệt với em không? Có, giống như chị ha, nói là đàn ông có những ngày tới tháng á chị. Đi chang như phụ nữ luôn thì đây cũng tới tháng mà tới tháng thì kiểu dùng lên á. Kiểu như là, đứng đây. Xong em sợ em đâu dám quýnh đâu, em lùi. Nên em lùi bướng với xong. Em quýnh. Nhà gặp anh mà quýnh đi không đi nữa tán lật tại chỗ luôn. Không dám thách đâu. Ta để tự giác quýnh chứ đừng thách. Mà đây dùng nó làm sợ lắm kìa. Quýnh đi hả nè, quýnh đi hả? Quýnh đi. Đó, quýnh không quýnh đi. Là phải tới tháng. Bao lâu là phải tới tháng đó vậy đó. Xong tối em thông cảm thì mấy ngày này chắc anh cũng tới tháng. Tự nhận thức được. Bữa đó vậy em sẽ hiền và nhẹ nhàng đối với em. Còn cái chuyện chăm con á thì hai vợ chồng có tranh cãi nhau về cách chăm con không? Dạ cũng không. Tại chồng em cũng không có ý kiến gì. Không dám ý kiến chứ mày là. Giống như trong tin tưởng của chồng em nghĩ chắc con là hít không khí rồi tự lớn. Do cách anh ở của kiếp trước nên kiếp này con có ngoan hay không. Hay là nó muốn tranh cãi nó không dám. Dạ không, cũng không có ý kiến, cũng không biết gì để tranh cãi. Ủa trước khi lấy vợ, trước sinh con có mua sách về đọc hay là có tìm hiểu được cách nào chăm sóc con không? Dạ không, lúc mà vợ có bầu á, con với vợ bỡ ngỡ luôn á, lúc mà sinh ra mặt á có con rồi vẫn không tin đó là con mình. lúc mà đẻ vô giờ nói. Con vẫn không tin đó là con mình không rồi có con rồi diễn lâu quá giờ.
Đúng chứ mà bỡ ngỡ cảm giác lần nào làm ba bỡ ngỡ luôn. Không biết là nó phải con mình dạ. luôn hả? Không biết phải con mình không? Biết con đơ mình. Luôn. Sao mà còn kêu sao xấu? Chỉ biết vợ vợ xong chưa thôi đó, vợ dai chưa thôi. Con không biết luôn dạ. Rồi đứa thứ hai. Dạ, đứa thứ hai thì có một sự chuyên nghiệp hơn. Dạ. Thứ hai con có một sự chuyên nghiệp hơn. Rồi mình có khi nào mình nghĩ là ủa tại sao lại phải để vợ đẻ ra đứa con không? Dạ vợ ghiền con. Vợ ghiền con hả? Chứ em không có ghiền hả? Dạ có, em cũng ghiền nên là em hai chồng phối hợp với nhau. Phối hợp nhau cho đỡ ghiền. Dạ đúng rồi. Ai, để coi bên này thế nào nha. Cánh gà. Cánh gà có đùi gà nữa ha. Không có được chỉ, không có được chỉ. Vì để ra đi cho làm đi. Còn nó như thế nào thôi ha. Em sợ hành cánh cúc nữa. Đấy. Cánh cúc thì cũng ngon vậy trời ơi. Bình thường bà ăn cúc chiên bơ sao bà. À, trong cuộc sống vợ chồng thì đôi khi em cần góp ý với chồng em sẽ góp ý thẳng hay là em phải tìm cách nào đó. À, chồng em á thì hay cũng dễ tự ái lắm anh, nên thường em phải tìm một cách nào đó mình nói mé mé qua một chút xíu để góp ý chồng. Chứ nói thẳng quá sợ ảnh đàn ông mà hay dễ tự ái. À, tự ái đúng không? Dạ. Còn chửi thì có chửi thẳng không hay là chửi mé mé? Dạ chửi là phải chửi thẳng. Vậy vợ mình sợ có gì đâu lo em á. Trời ơi em sợ bà cố nữa. Có vợ em ghim vợ em điều gì mà em không thể nói nên lời không? Ghim á. À. Ghim thì không thể nói nên lời. À ví dụ như em bình thường em đi hát đi. Bà đi theo em chỗ phòng phục trang á. Cái anh chị bạn bè nghệ sĩ đâu nhiều lắm. Cái bà thường là bà đi bà make up cho em. Cái xong cái vô kéo ghế sẵn một chỗ thường lắm kéo ghế sẵn. Chị ngồi đi em make up cho tí chị lên hát. Trời. Từ trong xung quanh quá trời người luôn. Từ khi em lấy bà này là bạn bè em đã nghi ngờ. Trời ơi, thằng này tự nhiên nay lấy vợ, trời đất ơi. Tội nghiệp con gái nhà ta. Rồi xong, vô make up. Ủa vợ phút hả? Trời ơi, make up vô phút hả? Ôi giời má là hết hồn. Rồi xong cái rồi xong cái kia, ngồi ghế. Em ngồi đi tí chị make up cho em, rồi hồi nãy em lên hát. Vậy đó. Vậy thôi mà, rồi đi đâu cũng kêu em là chị này chị kia đó. Làm cho cái sự nghi ngờ nó càng tăng lên nữa. Dạ hả? Đúng rồi. Rồi xong đi lúc mà đi tuần chân mật đi Malai chơi. Cái bà kêu với mấy ông bạn không? Cũng bởi bạn nữa sau này mấy bạn thôi. Tức là mình đi chung mình quen. Lúc đầu người ta đâu biết mình ai đâu. Người ta đang nghi ngờ em rồi. Tưởng là hai chị em đi chơi chung. Bây giờ mới kêu chị gái em đó anh thấy dễ thương không chị gái em đó. Chứ đều muốn hả đội cái quần về luôn chứ hả. Mặt mũi nào mà nhìn người nữa. Em không nói thì người ta cũng nghĩ như vậy rồi. Còn thấy rồi em đi đá banh với bạn em thì kệ em đi. BD đặt đi đá banh. BD đặt đi đá banh. Vậy đó. Cái banh chạy ta bê đê cũng đi đĩa banh mà nói trước quần chúng luôn hả? Nói trước quần chúng nhân dân luôn anh. Trời đất ơi. Ủa như cái đó là niềm vui của em hả Vi hả? Niềm vui của bà với mẹ em. Mẹ em cũng vậy luôn. Cũng như vậy luôn. Ở nhà bị ba em chửi hoài vụ đó. Nói mà không bê đê, em nói riết món nó bê đê thì. Trời ơi. Nghĩ lại tội nghiệp. Nhưng mà trong sinh hoạt vợ chồng có bao giờ em phát hiện ra cái điều đó là đúng không? Trong sinh hoạt thì vẫn là người đàn ông bình thường thôi, không phải là BD. Chứ lúc nào mấy người đàn ông bất thường. Tại vì em hay trang điểm á anh, em đi ra đường em hay trang điểm lắm. Ngay cả em đi đá banh em cũng phải đẹp. Sức kem thì em đi đá banh được cho nó đẹp hơn những thằng khác. Hàng gì nãy chị chọn cái kem chống nắng. Đúng rồi. Thiệt luôn á, em vui và thấy cái trường hợp chọn kem chống nắng. Ừ. Đá banh rồi. Đi đá banh mà còn make up nữa mà. Ủa cái nào em make up không? Chồng em á. Có lâu vậy em make up thành gái chơi. Kiểu như nổi hứng xong cho em make up anh thành con gái đi. Xong qua bên phòng em lấy cái đầm nó xuống cho mẹ chồng coi thử. À rồi mặt vô rồi đó hả? À xong mẹ chồng khoái lắm. Khoái nhìn chồng em giống gái. Thôi đó vui đó là vợ chồng đùa nhau thế cũng vui mà. Không mà trước khi em gặp anh này em tưởng đâu chồng em là BD lắm rồi á. Tưởng đâu là éo lả lắm rồi. Nhưng giờ gặp này thấy chồng em không là gì đúng không? Trời gì vậy bà? Ý nó nói em BD ăn chồng đó. Em tưởng là chỉ có mình em bị cảnh như vậy thôi. Em có một lần lấy đầm của mẹ chồng em ra mặt rồi đi cách vớt nguyên một nhà luôn.
Em vẫn còn giữ cái chút này. Tại vì á, tại vì em biết sao, tại vì trước khi đám cưới á là mẹ em mặc, mẹ em mua một cái đầm rất là đẹp, thì em thấy tại vì em đi thích những cái hộp lắm, em mặc em đi thử nguyên một nhà luôn, mặc đầm của mẹ chồng em lên rồi đi cách thức nguyên một nhà vui quá. Là thiếu tiểu đường để thử cái nó nêm sao. Thấy rắc tiểu đường, rắc tiểu đường luôn. Bây giờ em nhìn ra một món mới đó. Đúng rồi, cái này món lạ lắm, mà lạ lắm, phải cua nghe hay kêu kiểu là gì kia. Cái tôm rang đường hả? Dạ, tôm ngào đường. Tôm ngào đường nó nấu hồi thành chè tôm nữa. Trời ơi, văng quá gì vậy? Văng là tại vì em ăn mấy nước cho nó khô gà đó. Trời ơi, sao nó loãng. Đây ít đường à. Ít đường nghĩ phải bỏ thêm đường. Vậy hả? Hôm nay là tự lực cánh sinh để xem cái món nó như thế nào. Dạ, thử đúng rồi, thử đi. Bình thường nhà còn có ba chồng với phụ. Dạ, phụ phụ xíu. Có trò gì dữ vậy? Có thể còn 2 phút thì vào có thể vô phụ chồng được. Phụ chồng đi bà ơi, bà ngồi không quá bà ơi. Anh tháo cái nắp đổ hết vô luôn đi. Còn mấy phút đổ đâu. Đổ luôn cho rồi. Hơi bỏ nước me, bỏ nước me. Dạ, dân sau khi cho chồng em sử dụng hết hũ đường của chương trình cung cấp. Đây là mình món lạ nhất. Được chỉ rồi, chỉ. Mình còn một phút cuối cùng nha, một phút cuối cùng kìa, nhảy rồi, vô. Giờ bàn đi. Mới nhậu người ta làm gì? Dạ, đây này, anh muốn bỏ đây vô theo không? Rồi em muốn làm gì là mô Phật. Muốn tu với bà thôi. À, bây giờ thì chúng ta có thể cùng nhau mình ăn của món đối phương rồi sao? Rồi đối phương ăn là món của mình. Rồi mời các bạn. Các bạn kinh nghiệm là ướp để cho nó thấm vào trong. Có thể mình hứa một vài cái hứa cho cái gia vị nó thấm vào trong gà chút xíu nữa. Còn có thể ướp lâu chút xíu. Còn này ở ngoài thì đậm đà nè. Nhưng khi mà vào cái trong cái thịt, hết thịt bên trong á thì nó không có đậm đà. Nhất là những cái đùi mà những cái miếng thịt to đó, mình tìm cách nào để cho cái gia vị nó thấm vào trong đó. Tôm cho nó thấm chưa ta? Long thế nào Long? Em thấy là chắc là lần này đã phải để hai đội nhận xét cho nhau trước rồi. Để mình xem cái cảm nhận của hai đội chơi như thế nào về món của hai bên. Em thử cái vị tôm đi, em thấy như sao? Đúng là tôm ngào đường. Ngào đường. Không, nhưng mà để nó hợp với khẩu vị. Biết đâu em lại thích điều đó đúng không? Dạ, để từ giờ em thử. Tháo dở. Để đứng dẫn em chứ. Anh không thấy lần này khác như những lần trước anh làm. Mỗi lần trước em muốn khen luôn á, giờ em nhìn em sợ. Mừng. Cái con cua sẽ có mùi cua đúng không? Nó sẽ dai rất là thơm đúng không? Con tôm. Ý là không, em còn nói với cua á thì nó sẽ dai một mùi thơm rất là ngon. Còn nói với tôm. Anh là con tôm. Nên là cái, nói chung là cái vị chua nó không vào con tôm. Nó yên tâm, tôm ăn cũng ngon. Mày đừng ăn cái khốt rồi nữa. Dạ. Cái món gà bên đây em ăn thấy sao? Dạ, y như quán nhậu luôn, ngon. Đúng không? Giống quán nhậu đúng không? Anh học quán nhậu ra mà. Chứ không phải là quán gà rán. Rồi còn em thấy cái món tôm bên đây sao? Dạ em thấy cái thịt tôm thì ngon. Dạ, nói chung là ở trong thì ngon. Ở ngoài thì đó, không biết nó ngon nhưng mà hợp với khẩu vị của em là nó ngon tại vì nó còn ngọt ngọt. Em thì bản thân thì không có đánh giá về vị lắm. Chỉ là thấy là về cái phần sơ chế thôi. Giống như bên này lúc mà mình làm gà thì ban đầu là bạn rất là sợ cái vấn đề là nó có chín hay không. Dạ. Đó, cái đó điều đó là cái điều mà Long nghĩ bất cứ một người nào mà nấu nướng cũng đều trăn trở. Cho nên là cái cách để cho mình dễ làm nhất và mình an tâm nhất đó chính là mình sẽ phải hấp lên trước. Là mình cứ ướp gia vị trước đi, cái bỏ vô xịn hấp trong nước vừa nấu mình để vô hấp cả chừng 5 phút thôi. Dạ. Vừa chín mà bên trong vẫn chưa chín hoàn toàn. Rồi sau đó mình đem ra chiên dầu, nó nóng thì nóng.
thì lúc đó là ở ngoài nó vừa săn mà bên trong nó còn giữ cái nước. Còn cái này mà giống như là mình chiên á, rất dễ có cái trường hợp là nó bị giống chim cút luôn. Đó, đó là trường hợp. Cứ mình cứ sợ chắc phải chút nữa nó mới chín, chút nữa nó mới chín, cả lá nó teo quéo luôn. Ở ngoài thì ăn nó giòn tan hết mà bên trong thì mất hết sạch nước rồi. Cái thịt lúc đó là mình ăn giống như là rơm luôn vậy. Ăn cảm giác là lúc chỉ còn cái sơ không à. Nước sốt thì bạn làm cực kỳ ngon rồi. Mình rất là thích cái vị này. Rõ ràng đây là cái món mà vừa có thể là ăn nhậu được, cái vị nó đậm đậm, mặn mặn. Rồi vừa có thể là món mà mình ăn kèm chung với lại cơm, rất là phù hợp. Còn về tôm thì chỉ có cái là mình rút những cái kinh nghiệm để sau này thôi. Ví dụ như cái trường hợp là tại sao mà cái chân nó còn xanh, thì đó là đôi khi cái lửa nó không có đủ, rồi xong rồi cái nó đảo liên tục, rồi nó làm có những cái chín và không chín thì mình nên chiên sơ qua. Đó với là cái này thì đó là lý do tại sao mình nãy cũng có chuẩn bị sẵn một ít bột, bỏ miếng bột áo nhẹ miếng thôi, xong cái dầu nóng thiệt nóng mình trao sơ qua cái là nguyên cái con tôm của mình á, nó bóng bẩy mà nó đỏ vàng hết luôn. Một lát nữa sốt mình sẽ nấu trên đó, mình nếm cho nó vừa ăn, thiệt là vừa ăn, rồi sau đó bỏ tôm vô sốt nhẹ cái là ra. Mình không nên bỏ hành tây sớm quá, tại hành tây mình ăn là mình phải ăn nó còn hơi giòn giòn, cái vị nó hơi hăng hăng chút xíu. Thì chúng ta cũng đã cùng được thử hết tất cả của hai bên rồi, thì mình cũng thấy rõ ràng một điều là nó có một cái sự nhỉnh hơn chút xíu là của bên đội nhà làm món cánh gà. Thì thật ra thì qua cái việc nấu nướng nó cũng vậy, nó cũng giống như là tương tự là cái việc hai vợ chồng lấy nhau xong rồi mình bắt đầu trải cái chuyện yêu đương. Nó chắc chắn là sẽ có những cái lần mà mình sai, giống như là mình nấu cái này nó chưa đạt. Thì trong yêu đương cũng vậy, thì mình sẽ cũng có, vợ chồng nó cũng sẽ có những cái chuyện mà mình làm chưa đúng. Nhưng mà quan trọng mình thấy được, và xong rồi bắt đầu mình chỉnh sửa nó, và mình sẽ làm cho nó hoàn thiện hơn. Thì mình nghĩ là qua những cái việc này thì chúng ta cũng sẽ đúc kết được nhiều cái mà mình ứng dụng vào trong cái đời sống vợ chồng của mình. Thì tôi xin phép là dành cái điểm số cao hơn là cho đội bên này. Ngày hôm nay thì anh thấy được rằng là một cái sự trưởng thành trong nấu nướng á của em, giống như nãy giờ vợ em chia sẻ, thì cái nấu nướng em thì nó hơi vụng về. Nhưng hôm nay một mình em nỗ lực em đưa cái tôi của mình vào cái món ăn, mặc dù nó chưa hoàn thiện nhưng nghĩ rằng nó cũng rất là tốt rồi, ăn cũng được ha. Vấn đề nó chưa đúng khẩu vị nhiều người thôi. Hôm nay thì em có muốn nói gì với chồng em hay không? Bữa nay thông thường là chồng em là làm cua rang me, bữa nay là chồng em muốn làm thử món này lần đầu tiên sẽ có nhiều cái bụng về. Nãy giờ chửi vậy thôi mà cũng cảm thấy rất là tự hào trước rồi bằng nhân thiên mà có thể tự tin làm được cái món này. Dạ thì muốn nói với chồng là về là cố gắng nấu nhiều hơn cho vợ ăn, cho con ăn nữa nha. Dạ em muốn tâm sự gì với vợ em không? Để đêm nào hai chồng em cũng ngủ tâm sự với nhau rồi mới đi ngủ, cứ kể nhau hết rồi hay là một ngày đó trải qua như thế nào thì sẽ tối về sẽ nói chuyện với nhau rồi giải quyết nhau hết, tâm sự nhau thì giải quyết mỗi ngày luôn. Dạ. Em cảm giác là có cái điều gì mà chưa có hoàn thiện với vợ mình đấy. Dạ em chưa hoàn thiện với vợ em là em đang còn kiểu là hơi nhát nhát lười nên là đa phần là em sẽ đang cố gắng khắc phục. Còn vợ em có gì muốn thay đổi, góp ý thay đổi không? Vì vợ hả? Mỗi lần chồng đi đâu về á mà mệt á, dạ cho chồng nằm tí rồi vui rồi. Thì em cho anh nằm dưới đất, đứng lên giường. Dạ ok. Ok bà. Còn cặp vợ chồng bên đây, em muốn chồng em làm điều gì cho em trong một thời gian tương lai sắp tới nữa không? Muốn chồng thay đổi điều gì không? Thật ra thì hiện tại thì em cũng không muốn chồng thay đổi được gì hết. Tại vì nấu ăn cũng có thể nấu được, chăm con cũng rất tốt và hiểu vợ, thì em thấy chồng em như vậy rồi rất là tốt, không cần phải thay đổi thêm một điều gì nữa. Em muốn tâm sự gì với vợ em không? Dạ em chỉ muốn nói với vợ em là mai mốt vợ em gọi là đừng có kiểu vợ em biết là từ nhỏ vậy hay là từ hồi đi học ở nước ngoài, ý là vợ em đi học bên Hàn Quốc về anh, cái nói chuyện cái tông nó hơi giống Hàn Quốc xíu, bắt tông cao vậy lắm. Ví dụ như nói gì nó thấp, ví dụ như cái chuyện bình thường, ví dụ như em để quên đồ hay là em làm hư gì á thì nói anh ơi đồ gì anh nói kiểu giống Hàn Quốc nói hay kéo lên á, thì nhiều khi cái bản thân em cũng cảm thấy em bực mình. Dạ thì chỉ cần mong vậy thôi. Dạ anh phải nói như là ở đây vậy là quá quá tuyệt vời. Đúng rồi. Rồi anh thử cất máy quay vô đi anh hết liền.
Mai vô cát liền. Hôm nay nếu như để nói một lời yêu thương với vợ mình, em sẽ nói gì? Nói chung là em chỉ muốn nói với em là trên con đường tiếp theo, bất cứ cái gì vợ em cần là em đều đáp ứng đầy đủ hết. Dạ. Thì em chỉ muốn nói cái câu này em nói vợ em hoài luôn, là em đi làm hay em làm gì em có thể khổ, nhưng mà vợ con em là phải sướng. Là từ xưa, từ trước khi cưới tới giờ luôn là em hay nói vậy. Dạ. Vậy thôi. Còn em, nếu mà nói lời yêu thương với vợ mình em sẽ nói gì? Dạ em sẽ hứa chăm sóc vợ em suốt đời, bên cạnh em suốt đời. Chăm sóc mà mỗi ngày nấu mấy con tôm mà xanh lè là thôi, cái mắt, cái con mắt là không xác định được đâu nha. Thì em cũng chỉ muốn nói chồng em là trưởng thành lên một xíu, kiểu như là nhìn vô giống hai má con, cái má dạy con những điều trong cuộc sống giống vậy. Mà chồng em thường hay còn con nít lắm, suy nghĩ đơn giản lắm. Nó chỉ muốn chồng là trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, và trước khi mình nói ra một điều gì đó hãy suy nghĩ thật kỹ, cái đầu nghĩ gì cái miệng nói ra y hệt vậy, đừng có lệch pha nữa để cho người ta phải. Rồi, đó là những cái câu chuyện của hai cặp vợ chồng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúc hai cặp vợ chồng chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi bên nhau và luôn luôn có những cái tiếng cười như thế, luôn luôn nêm vào những cái gia vị trong yêu thương như thế. Cảm ơn Cẩm Thiên Long rất là nhiều.